Amazon đang thử nghiệm việc giao hàng bằng máy bay điều khiển từ xa. Hãng này cho biết có thể sẽ phải mất hết 4 đến 5 năm trước khi phương pháp này được sử dụng chính thức. Trong khi đó, truyền thông cho rằng đây là một chiêu PR của hãng bán lẻ trực tuyến này. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ không người lái đã đáp xuống vườn nhà bạn và thả một gói hàng của Amazon. Không phải một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, mà có thể đó là chuyện bình thường trong vòng 5 năm tới. CEO của Amazon là Jeff Bezos cho biết là hãng này đã đưa vào thử nghiệm các phương tiện giao hàng không cần điều khiển, chẳng hạn như chiếc trực thăng có kích cỡ bằng máy bay đồ chơi này. Các phương tiện tự động này sẽ vận chuyển hàng trực tiếp từ các trung tâm phân phối đến nhà của khách hàng. Ông này cho biết là các phương tiện này có thể chở được hàng hóa nặng 5 pound và chuyển đến địa điểm giao hàng trong vòng 30 phút. Nhưng Jeff Bezos cũng nói rằng phương pháp này sẽ chưa được áp dụng ngay mà ít nhất là phải chờ khoảng từ 4 đến 5 năm nữa. Nhưng nhiều người cũng cho rằng đây có thể là một chiêu PR của Amazon bởi nó rất giống với chiến dịch PR của Domino tại Anh. Trong chiến dịch này thì hãng pizza cũng đưa bánh bằng máy bay điều khiển từ xa. Như vậy trong tương lai có thể không khó để bắt gặp hình ảnh các gói hàng bay lượn trong không trung để đến tận tay người mua. Thế nhưng vấn đề đặt ra là làm sao để bảo đảm những thiết bị này không đâm sầm vào một ai đó trên đường phố, giống như vụ chiếc thiết bị bay của quân đội Mỹ đã hạ cánh tại nhà ga trung tâm New York sau khi sượt qua đầu một doanh nhân.